Mến chào bà con và các bạn, chào mừng bà con và các bạn cùng đến với bản tin giá heo hơi ngày 24 tháng 7 năm 2024 được phát trên kênh Nông nghiệp Vlog. Mở đầu bản tin, chúng tôi xin gửi tới bà con và các bạn một số tin vắn đáng chú ý sau đây. Giá heo hơi biến động trái chiều ở một số địa phương, đáng chú ý tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai tăng trở lại, Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết. Giá heo hơi thời gian gần đây tương đối tốt nên đa số người chăn nuôi muốn ổn định sản xuất. Cụ thể, theo kết quả khảo sát xu hướng chăn nuôi vào tháng 4 năm 2024 với gần 26.300 hộ nuôi heo trên toàn quốc thì có đến 88.1% số hộ dự kiến ổn định sản xuất trong thời gian tới, bên cạnh đó có 3.07% số hộ dự kiến mở rộng sản xuất. Ngược lại có 5.8% số hộ thu hẹp sản xuất và 3.03% số hộ không tiếp tục chăn nuôi heo. Sau đây mời bà con và các bạn cùng xem giá heo hơi hôm nay. Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc, Bắc Giang đạt mức giá 65.000 đến 66.000 đồng 1 kg, Yên Bái 65.000 đến 66.000 đồng 1 kg, Lào Cai 65.000 đồng 1 kg, Hưng Yên 66.000 đến 67.000 đồng 1 kg, Nam Định 65.000 đến 66.000 đồng 1 kg, Thái Nguyên 66.000 đồng 1 kg, Phú Thọ 65.000 đến 66.000 đồng 1 kg, Thái Bình 66.000 đồng 1 kg, Hà Nam 65.000 đồng 1 kg, Vĩnh Phúc 66.000 đến 67.000 đồng 1 kg, Hà Nội đạt mức giá 65.000 đến 66.000 đồng 1 kg, Ninh Bình 65.000 đến 66.000 đồng 1 kg, Tuyên Quang 65.000 đến 66.000 đồng 1 kg, Lạng Sơn 66.000 đến 67.000 đồng 1 kg. Bắc Ninh đạt mức giá 66.000 đến 67.000 đồng 1 kg, Điện Biên đạt mức giá 66.000 đến 67.000 đồng 1 kg, Hòa Bình đạt mức giá 65.000 đến 66.000 đồng 1 kg, giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên, Thanh Hóa 65.000 đồng 1 kg, Nghệ An 65.000 đến 66.000 đồng 1 kg, Hà Tĩnh 65.000 đồng 1 kg, Quảng Bình 64.000 đồng 1 kg, Quảng Trị 62.000 đồng 1 kg, Thừa Thiên Huế 62.000 đồng 1 kg, Quảng Nam 62.000 đến 63.000 đồng 1 kg, Quảng Ngãi 62.000 đến 63.000 đồng 1 kg, Bình Định 62.000 đến 63.000 đồng 1 kg, Khánh Hòa 62.000 đến 63.000 đồng 1 kg, Lâm Đồng 65.000 đồng 1 kg, Bình Thuận 63.000 đến 64.000 đồng 1 kg, Đắk Lắk 62.000 đến 63.000 đồng 1 kg, Gia Lai 63.000 đến 64.000 đồng 1 kg, Ninh Thuận 62.000 đồng 1 kg, Kon Tum 62.000 đến 63.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam, Bình Phước 63.000 đến 64.000 đồng 1 kg, Đồng Nai 65.000 đến 66.000 đồng 1 kg, Thành phố Hồ Chí Minh 63.000 đến 64.000 đồng 1 kg, Bình Dương 65.000 đến 66.000 đồng 1 kg, Tây Ninh 64.000 đồng 1 kg, Vũng Tàu 64.000 đến 65.000 đồng 1 kg, Long An 65.000 đồng 1 kg, Đồng Tháp 63.000 đồng 1 kg, An Giang 65.000 đồng 1 kg, Vĩnh Long 64.000 đến 65.000 đồng 1 kg, Cần Thơ 63.000 đến 64.000 đồng 1 kg, Kiên Giang 64.000 đến 65.000 đồng 1 kg, Hậu Giang 64.000 đến 65.000 đồng 1 kg, Tiền Giang 63.000 đến 64.000 đồng 1 kg, Bạc Liêu 63.000 đến 64.000 đồng 1 kg, Trà Vinh 63.000 đến 64.000 đồng 1 kg, Bến Tre 63.000 đến 64.000 đồng 1 kg, Sóc Trăng có mức giá 64.000 đến 65.000 đồng 1 kg, Cà Mau có mức giá là 63.000 đến 64.000 đồng 1 kg.